ตำทำว่าเสียงหลับมาดังที
tạm trang nghe con chèo trong con đò thiệt nắng mẹ đã sẵn dặn con ơi ráng giữ đạo mình cho an dẫu chúng đi mốt ở bọn mọi lẻ mãi đắm say thế sự thành nghiệp ráng đi con hỏi ráng đi dù cho cay đắng trăm điều khó đi dù cho cực khổ gian truân dù cho cứ mãi con đò lật đi thương con hôm sớm con bà thì bà phải nuôi bằng sánh bà tạo cứu đời quên ta thấu cho sống cho từng tháng kiếp căn con hỏi cung phan là nhà nhà xưa ở chốn diêu đài còn có chi đâu mà mãi đua chen chữ sắc không không là sắc đó lòng có tưởng vậy thời mới có thân thành nghĩa bức tượng đương phong miệng tâm tâm ý một lòng dù xa cho bọn hội gái trai tâm thành hòa nguyện hôm nay nguyện cầu đàn chi lễ nghiêm trang đại lễ lễ hương hoa hai chữ kinh văn chứng cho nam nữ lòng thành hồi quý diêu điện tây cung mẹ về đàn đàn đại lễ bận mà trăm hò ngày nay trở về con ơi nơi chốn cõi trần nguyên ba mà mặc pháp ma trở về cũng đang càng đại lễ cung nghinh mẹ thương mà mẹ giáng đàn linh chứng lòng cần hồng lập canh gió quê là ngày cầu an nguyện cầu chữ linh tử lắng lòng chí tình mừng nói phan linh tử nguyện cầu dân lầu vàng kính chúc tổ nương mừng liệt dĩ ngũ nương tỏa giang đại lễ cung nghinh
mừng cho mà tâm hò ngày này cầu an à. Nhà họ nguyện tâm thành gian giai xứ bình con ơi giàu có gian nan một lòng mà chỉ quyết thì cõi dương gian còn thành trọn thành hai chữ thủy chung ngày nay mà trở lại dù cho trăm đắng ngàn cay con ơi chớ có trong gai ngại ngùng đạo ta cực khổ bụi đầu sóng to mà gió lớn dài dầu từng ngà tháng dù cho trăm đắng ngàn cái bình dương mà sứ Phật mẹ hiền giác lâm miếu vàng đại điện lập nên đắng cay mà gian khổ trăm cái ngàn đắng dân lần ngày về mà có mẹ trần hồng chờ thương che đắng cái cam phần bày tôi cho sống mà một kiếp coi cần dặn lòng chớ ngại trong gai quyết lòng mà sẽ gặp ma đắng cay không ma sờn năm canh giấc ngủ mơ màng mẹ về mà kêu trẻ trần nghe mẹ về kêu mẹ chở che con ơi mà tình giấc chớ nên ngủ hoài trăm cay ngàn đắng cam đành ngày nay cận kề bên con dình lòng hai chữ sắc son kể từ mà quyết chí cung son mót bòn con đi đi khắp muôn nơi kiếm tập cho được đạo vàng mới an dằn lòng hai chữ sắc son không cười không nói để đời làm vui xem đi cho trọn vở tuồng khi nào khép lại mới phân tỏ tường con ơi có thứ có ngôi chỉ chờ mà tên đặt mẹ phê bán ư vàng con đi đi khắp đông tây khắp cùng nam bắc cho rõ ràng
đạo ta. Nhìn xem thế sự nực cười, khi nào cho trọn tâm mình mới vui. Thử lòng thử dạ một hai, kiếm tìm vàng thiệt phân minh tỏ tường. Ai khôn ai dạy mặt tình, quê kia mà con mở sự tình. Con ngà xem, nhìn xem cho thật kỹ càng, kẻo mà lầm nữa đi tìm khó thai. Nhìn xem cho kỹ nghe con, xác thật là giả, xác thật nơi đây. Miệng sao tâm đạo cho tròn, dù cho cay đắng chẳng sờn lòng ta. Ai bày cái cảnh phong ba, tâm này một dạ xót xa không sờn. Ai khôn ai dạy mặt tình, khôn thì nơi chốn cung đình đảo lai. Ngu thời phải chịu nát tan, ngồi nơi cửa ngục lầm than muôn đầu. Nhìn xem tỏ rõ sự tình, thế gian là giả, giả hình mà thôi. Giả cho xin chung trường tồn, nhưng chân tâm đạo mãi tồn nghe con. Đạo vàng dù đắng hay cay, đạo vàng dù cực khổ đôi khi lòng. Mẹ đâu nể cảnh sang hèn, mẹ đâu vì chút tiền tài mà vui. Miệng sao huynh đệ chị em, miệng sao con mẹ một đàn mới vui. Ngày xưa cùng bởi lạc lầm, mà huynh đệ cái tình mà để huynh bỏ cha bỏ mẹ xuống đây, mỗi nơi một đứa lầm than bao ngày. Canh khuya thức giấc giật mình, mẹ kêu mà nam nữ trở về nghe con. Dù là mối đạo có chia, nhưng con ơi tất cả một màu mà thôi. Ai cứ mãi Phật tiên chia cách, hay linh thần có gì đâu đâu. Chê ta tâm đạo mất còn đắng cay đau khổ nhói lòng từng đêm. Mẹ đâu cần đến cung son, mẹ đâu vì trẻ lầu đài dựng nên. Đâu vì một chút lợi danh, tiền tài thế sự tranh giành hỡi con. Dù cho đi bắt về đông, dù cho cách biệt ngăn sông xa vời, dù cho con ở nơi nào, chỉ lòng hướng mẹ, mẹ thời kề bên. Đâu phân nam nữ gái trai, đâu phân giai cấp sang hèn con ơi. Anh hùng cái thế thì đời, chứ vào cửa đảo nơi này như nhau. Chỉ là tâm đạo thấp cao, bỏ đi thù hận ghét ghen giận hờn. Mẹ kêu đến đòi mòn hơi, mà con chẳng tỉnh cung son mẹ buồn. Ở đời hơn thiệt tranh đua, giàu sang phú quý ngồi cao hơn người. Chớ lòng tâm đạo nào cao,
ấy mình con mẹ căng tiên xem thường. Nhưng con hỏi đến ngày đại hội, vào trường thi chấm điểm con à, bây giờ chịu khổ chịu đau trăm điều ngang trái, ngày sau mới còn giả khùng giả tình giả điên là đàn con mẹ cứng chuyên coi đần. Ai chê con dại con khờ con ngu mới lập đạo tràng viên niên. Bạc tiền ở thế chẳng ham đem chi, xây đắp đạo vàng mà chi. Nhưng con hỏi lầu vàng tầng thế sẽ tiêu tan một phút đâu còn, đạo vàng của mẹ trường tồn là nơi linh tử gần xa tu hành. Chữ phước kỳ đức hỏi dành con nghe, chốn thương trần giả tạm mà thôi. Thức lòng tình giấc nghe con mẹ thổi, chờ kẻ cung son quy hồi. Nay hội yến kỳ yên đáo lệ, lòng hân hoan vui sướng biết bao. Khi con thuyền nam bắc đông tây chung một mối trở về biển ngọc. Chúc cầu họ nguyện họ hồ gian nan cực khổ đắp bồi đảo gian. Anh em trên thuận dưới hòa, cháu con chung một tấm lòng sắt son. Chứng lòng con kẻ kim giai bàn cầu chúc phúc thế gian trọn tình. Dứt cơ điển lực quyền di, tạm ngưng chân điển cung tây quý.